Đoạn clip đánh dấu tình huống đụng phải giữa bác tài ô tô con và một người đại trượng phu đi bộ. Người đại trượng phu đang chạy qua đường thì bất thần trượt chân, bị chiếc ô tô đang đà lao tới đâm trúng. Chiếc xe hút người đại trượng phu trượt xuống đường. May mắn là người này không bắt gặp yêu thương tích đáng kể. Nam bác tài cũng xuống xe, đỡ người đại trượng phu và hỏi han. Ngay sau đó, người đại trượng phu đòi hỏi bác tài báo cho lực lượng tính năng để giải quyết. Theo lời kể của bác tài, công an đòi hỏi anh đền để hòa giải nhưng anh không đồng ý vì cho rằng bạn dạng thân không phạm lỗi. Sự cố xảy ra vào đêm mưa khiến nam bác tài bắt gặp rắc rối trên trời rơi xuống. Anh này còn cho rằng người đại trượng phu kia có biểu thị say rượu. Hiện tại chiếc ô tô đã bị tạm giữ, còn nam bác tài đăng đàn cầu cứu giúp trên mạng xã hội. Nhiều tài khoản cho rằng người đại trượng phu đi bộ lịch sự đường mới là nguyên nhân chính dẫn đến đụng phải. Ông ta lịch sự đường không đúng nơi quy định, ngay trên đầu là cái cầu vượt mà còn không chịu lên. Chưa kể còn thiếu quan sát, xe trước vừa đi qua đã chạy ăn lịch sự đường, ô tô đi sau tránh sao kịp, thành viên Hoàng Nguyễn bình luận. Trong khi đó, số khác khuyên bác tài ô tô bình tĩnh, trình báo cả đoạn clip trên cho cơ quan tính năng.